Có bí quyết gì không hả? Có, hôm nay tôi sẽ chia sẻ bí quyết đây nè. Tóc đẹp mà cô, dạ ăn rồi. Hôm nay chị đẹp quá, cô đẹp quá. Ok, cảm ơn con, cảm ơn cả nhà. Rồi, bây giờ không để mọi người chờ lâu, Tường sẽ chia sẻ về cái bí quyết ngày hôm nay. Thì trước khi Tường chia sẻ thì Tường muốn chia sẻ với cả nhà là như thế này. Chị em phụ nữ mình á, mau xuống sắc hơn đàn ông ha. Và đặc biệt là khi mà 30 tuổi trở lên á, thì chúng ta bị lão hóa rất là nhanh, mà Tường nghĩ là nhanh hơn các quý ông á. Nếu mà mọi người để ý ha, đàn ông á, mà ví dụ 25-30 đi, mình gặp họ đi, 10 năm sau mình gặp họ, mình thấy họ vẫn vậy rồi quý vị. Họ ít có thay đổi lắm. Nhưng chị em phụ nữ mình nha, trải qua cái quá trình sinh nở xuống cấp rất nhanh nha. Đã sinh nở rồi là xuống cấp rất là nhanh luôn quý vị. Rồi 30 tuổi trở lên á, thì cái làn da của mình á, nó không có tự tăng sinh cái collagen nữa, cho nên cái da của mình nó lão hóa rất nhanh quý vị. Và các nếp nhăn nó sẽ xuất hiện nhiều và càng ngày càng rõ nét hơn trên gương mặt của mình. Điều này khiến cho chị em phụ nữ mình bị cái gì? Mình bị ám ảnh, mình bị stress, mình bị căng thẳng. Mà khi phụ nữ càng bị stress, càng bị căng thẳng thì càng già nhanh hơn nữa. Như vậy thì trước tiên cái bí quyết Tường chia sẻ với cả nhà là chúng ta phải sống lạc quan, chúng ta phải sống tự tin, và mình phải tự chăm sóc bản thân mình. Mỗi giai đoạn trong cuộc sống sẽ có một cái giá trị khác nhau. Nếu chúng ta có già thì chúng ta vẫn có cái đẹp của người già, chứ không thể nào mà 30, 40 mà muốn giống như lúc 20 thì đó cũng là một điều không thể. Nhưng nếu mình ý thức được cái việc chăm sóc cho cái nhan sắc của mình thì mình có thể kéo dài được cái điều đó ha. Mình kéo dài thôi nha. Rồi thì ngày hôm nay á, Tường giới thiệu với cả nhà một cái sản phẩm Tường đã để trước mặt của mình đây. Đây là một cái dạng nước uống nha quý vị nha. Hồi trước giờ mình uống thực phẩm chức năng rồi nhiều ha, nhưng đây là một cái loại nước uống rất là ngon. Cái hương vị của nó rất là đặc biệt. Đây có tên gọi là Hebora Collagen. Nó là một cái nước uống mà nó cung cấp cái collagen cho cái làn da của mình, cung cấp cái collagen cho cái cơ thể của mình quý vị nha. Và cái Hebora Collagen này được nghiên cứu bởi một cái được sản xuất bởi tập đoàn Kotoburi của Nhật Bản. Tường qua bên Nhật Bản đó quý vị, và Tường có tìm hiểu và Tường thấy rằng đây là cái tập đoàn Kotoburi á. Đây có ghi rõ thông tin ở trên đây nha. Tập đoàn Kotoburi này á là một tập đoàn lớn của Nhật Bản và một tập đoàn đã có uy tín hàng trăm năm tuổi rồi quý vị nha, hàng trăm năm tuổi. Hu hu, em tưởng rượu vang, trời đâu có, làm đẹp da mà đâu có giới thiệu rượu vang đâu. Và khi mà được công ty Bihi Việt Nam nhập khẩu cái sản phẩm này về Việt Nam thì có giấy phép lưu hành của Bộ Y tế Việt Nam và có giấy phép lưu hành của Bộ Y tế Nhật Bản luôn, cho nên Tường mới dám chia sẻ. Tường sử dụng rồi, Tường uống là thấy ngon và có công dụng thì Tường mới dám chia sẻ. Và đợt đi Nhật vừa rồi Tường cũng có hỏi cái chị quản lý ở bên Nhật làm cái chương trình Người Kết Nối đó, thì chị cũng có hỏi người ta rồi và người ta xác nhận rằng là công ty Kotoburi này là một cái công ty lâu đời ở Nhật Bản rồi, cho nên về Việt Nam thì đây là livestream đầu tiên khi vừa từ bên Nhật về là Tường chọn. Thật ra Tường có nhiều sản phẩm để giới thiệu với cả nhà lắm, nhưng vừa về tới thì Tường chọn giới thiệu cái sản phẩm này liền ha. Bởi vì cái sản phẩm này nó phù hợp với Tường, phù hợp với chị em phụ nữ. Là giống như Tường chia sẻ lúc nãy, khi mình 30 tuổi trở lên, làn da của mình nó bị chậm, nó kém lắm, nó không tự tăng sinh collagen để mà bảo vệ tái tạo làn da của mình được. Thì cái nước uống này nó bổ sung cái collagen, nó rất là giàu collagen ha quý vị nha. Hebora Collagen Enrich, nó sẽ cung cấp những cái collagen giúp cho cái làn da của mình nó săn chắc, giúp cho cái làn da của mình nó căng mịn, nó loại bỏ những cái nếp nhăn đang hiện hữu trên cái cơ mặt của mình, nhất là những cái chỗ mà nhìn mình nó bị già đó, ví dụ như là trán nè quý vị, đuôi mắt nè, khóe miệng nè ha. Đó thì những cái vết nhăn đó đó nó sẽ tố mình, cái cổ cũng vậy nữa, cái vết nhăn ở cổ cũng vậy nữa, nó tố mình. Khi mình dưỡng da đó, mình thường thường mình dưỡng trên mặt, mình dưỡng cái bề ngoài thôi, nhưng cái nước uống này nó tăng sinh cái collagen, nó tái tạo làn da mình từ bên trong, nó dưỡng trắng da của mình và nó giảm cái tình trạng là cái da của mình nó bị thô ráp, nó bị sạm nha, và nó thâm xỉn màu do là các cái quá trình lão hóa da. Mà mình thấy bây giờ ra ngoài đường nè, khói bụi nè ha, rồi ô nhiễm môi trường, rồi thức ăn đôi lúc nó cũng độc hại, và mình ăn uống hàng ngày nó đôi khi nó cũng không đủ cái chất dinh dưỡng, thì cái nước uống collagen này nó kích thích sản sinh thêm, nó tăng sinh thêm cái collagen cho cái làn da của mình. Nó còn có công dụng là làm liền sẹo nữa cả nhà.
Chị vừa về Việt Nam rồi, từ bên Nhật về Việt Nam là Linda Nguyễn. Vừa về Việt Nam là live stream liền, đóng đóng mất cửa lại gì. Vừa về tới Việt Nam là live stream liền luôn đó, đi quay từ sáng giờ. Đang chia sẻ về cái nước uống Hebora Collagen, nó rất là giàu cái collagen và rất là tốt cho cái làn da chị em phụ nữ mình. Công dụng của nó sẽ tăng cái độ đàn hồi cho làn da, nó phục hồi cái làn da của mình, những cái làn da mà đang bị chảy xệ, đặc biệt là phụ nữ sau khi sinh. Hồi nãy Tường chia sẻ. Cái này hơi mắc tiền nha Nhung Nguyễn, đợi chút xíu đi, nghe Tường chia sẻ đi rồi chị Tường nói công dụng của nó trước rồi Tường sẽ nói giá. Nhưng mà đang có chương trình khuyến mãi, hàng bên Nhật thì thật sự nó hơi cao, hơi đắt so với hàng Việt Nam của mình. Nhưng mà mọi người biết không, đắt mà chặt ra miếng quý vị, đắt mà chặt ra miếng ha. Cái công dụng của nó rất là nhiều nè, nó ghi rõ đây là nhập khẩu từ Nhật Bản về, rồi về Việt Nam có tem, về Việt Nam là có cái giấy phép lưu hành của Bộ Y tế ha, và có dán cái gọi là hướng